Ok, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh Cơ Điện Tử TV ha. Thì lúc trước thì mình đã hướng dẫn các bạn mở một cái nồi cơm Natuna nồi địa của Nhật ha. Thì bây giờ mình sẽ sửa nó là bị chập nguồn nha các bạn. Nó bị cắm nhầm điện á các bạn. Còn cái dây này thì nó gắn vô nó khá là chắc rồi. Nó, cái này mình tháo ra nó có ngàm thôi nha các bạn, chứ nó không có bắt ốc gì đâu ha. Các bạn để ý mấy cái ngàm nó rồi mình mở ha, chứ cẩn thận ha. Đây nè, nó có cái ngàm nè, các bạn thấy không, nó có cái ngàm này nè. Mình lấy vít mình nại vô nha. Đây nại vô răng bên nè. Rồi nghe thì một bên nữa các bạn. Rồi cái này mình tháo ra cũng được ha các bạn ha. Thì đầu tiên á, là nó đã bị nổ cái linh kiện của nó đâu ta. Đầu tiên là nó bị nổ một con ZNR ngay chỗ này nè các bạn. Đó, thì mình đã sửa rồi ha. Con ZNR nó nhỏ hơn con này một chút. Đó, mình đã hai con, một con ZNR. Cái cầu chì thì nó chưa đứt các bạn ha. Thì để sửa cái này á thì các bạn phải mở luôn cái bo này ra. Mở cái bo này ra thì các bạn mới sửa được ha. Bây giờ cái bo này nó đang cố định với lại trong cái tấm mũ rồi các bạn. Để cố định trong tấm mũ rồi. Giờ mình sẽ tìm cách tháo cái này ra cho các bạn xem. Ở đây nó có hai ngóc các bạn. Đây là có hai ngóc. Mở hai ngóc này ra ha. Thêm hai con ốc này nữa. Hai ốc này nó gắn chặt với cái tấm mũ các bạn. Nên mình phải mở hai ốc này ra, mình mới tháo hai cái tấm mũ ra. Tháo cái tấm mũ ra được nha các bạn. Rồi. Rồi lúc đầu á nó bị chết con này ha, nó chạm nó điện áp cao chết này rồi nó sẽ nổ cháy đen mạch ở chỗ này hết nha các bạn ha, nổ cháy đen mạch chỗ này hết. Rồi đồng thời cái miếng nhựa này nè các bạn, nó cũng sẽ cháy đen thui hết các bạn ha. Thì cũng may là thiết kế của cái con này, của cái máy National này, nó có một cái đường mạch nhỏ ở đây để nó ngắt cái thằng điện nha các bạn, ngắt cái dây điện để cấp cho nguồn cấp trước á. Đó, nên khi mà các bạn sửa cái thằng này á thì các bạn sẽ nói lại, các bạn sẽ dò tìm cái đường mạch của nó ha, dò tìm đường mạch của nó rồi các bạn nói lại ha. Thì nói lại thì các bạn nói là một sợi dây điện nhỏ thôi nha các bạn ha. Như mình là lấy một cái sợi dây đồng thôi, bằng một cái đường mạch in cũ của nó thôi. Đó, mình nói lại đây, sợi dây nhỏ xíu nha các bạn thấy không ha, nhỏ xíu đó. Ở đây ha các bạn ha, để mình zoom lại cho các bạn xem. Đó, mình chỉ nói bằng một sợi điện nhỏ xíu này thôi các bạn nha các bạn. Đừng có nói về bờ to ha, để nếu mà nói về to mà khi mà khách mà cắm nhầm điện á là nó sẽ hư mạch nặng hơn. Mình lắp dây nhỏ nè để cho mà trường hợp mà lỡ mà khách mà có cắm nhầm điện tiếp á, thì nó sẽ đứt cái dây này tiếp ha các bạn ha. Đó, các bạn không nên bỏ cái hàng ZNG này nha các bạn, vẫn phải kiếm một con khác để mình lắp vô ha. Đó, để khi mà nó điện áp mà nhầm là nó nổ con này làm gây cho đứt mạch này nha.
bỏ là nguy hiểm lắm thôi các bạn ha. Đó thì về cái hàng mạch này á, nó chỉ bị hư cái phần nguồn đưa vào thôi nên chưa sao thôi các bạn ha, chứ nếu như mà nó hư nặng hơn á thì phải sửa cực lắm nha các bạn. Đó đây thì các bạn chỉ cần lắp như vậy rồi các bạn kiểm tra cắm điện như các bạn kiểm tra thôi. Đó thì các bạn cũng phải xài điện 110 thôi các bạn ha. Rồi để mình dừng video, mình lắp lại thôi, để mình lắp lại luôn cho các bạn xem ha. Lắp lại rồi cắm điện vô để thử cho các bạn. Đây các bạn nhớ lắp ốc lại nha các bạn, gắn miếng nhựa vô lại. Gắn nó vô nhà anh kêu cạch cạch này nha các bạn. Rồi miếng ốc thì mình lắp vô nha các bạn. Hai con ốc này cũng lắp vô cho nó nha các bạn, đừng có bỏ nha các bạn, để nó giữ cái phần mũ nó cứng với lại cái hàng bộ mạch nó cứng lại, chịu lại. Rồi hai cái phần này mình gắp vô đó, gắp vô nó kêu cái cạch và được hai bạn. Các bạn lúc mà lắp á, các bạn cũng để ý mấy cái dây tín hiệu này nha, cái tín hiệu này mà đứt là không được nha các bạn, đứt là các bạn phải xử lý, các bạn nói lại nha. Đó phải cẩn thận nó nha. Rồi thì cái phần lúc mà nó bị thì các bạn phải cắm điện vô rồi cắm mấy cái dắt này vô rồi các bạn mới kiểm tra được nha các bạn. Mình thì mình sửa rồi đó, hồi nãy mình có kiểm tra mình sửa rồi nên mình hướng dẫn qua cho các bạn xem vậy thôi. Lúc đầu đó mình sửa mình bận quá mình không quay cho các bạn xem được, giờ mình mới quay lại các bạn ha. Rồi để mình gắp vô cái nồi nha. Rồi, mình gắp vô cái nồi nha các bạn. Rồi, bạn gắp vô cẩn thận nha. Dây nhựa để quần bên. Cái này các bạn bỏ vô từ từ, nó có cái khớp á, vô là kêu cái cạch rồi được nha các bạn. Rồi, nó vô ngàm hết mấy ngóc rồi nè. Đó, khi mà nó vô ngàm thì xong rồi các bạn cứ bắt ốc nó lại ha. Đó, khi mình lắp ống ốc xong rồi mình
bắt hai cái dây điện này lại nha các bạn, hai dây cao tăng này. Khi tháo ra nhớ đánh dấu dây rồi lắp lại cho nó ok ha các bạn ha. Dù mình tháo mình lắp không đúng dây thì nó cũng chạy đó, nhưng mà nên lắp cho đúng dây nha các bạn. Mình cắm dây điện vô nha các bạn. Dây điện nó có cái chỗ mà nó giữ dây nè, cái chỗ giữ dây nè, mình gắn cái chỗ giữ dây vô ha. Rồi các bạn nhớ lắp đủ dây vô ha các bạn ha, tại cái bếp này nó có nhiều cái đường cảm biến lắm nha các bạn. Đó, thì rồi lắp hết dây vô rồi, lắp hết dây rồi cái giờ mình gắn cái vỏ này vô nha các bạn. Cái tại cái chừng nó bị cắn dây nha. Tiếp theo mình cắm cái nắp này vô nha các bạn. Các bạn xỏ cái dây vô nè. Các bạn gắn vô ok là vô cái ngạo nó kêu cái cặp vậy nha các bạn. Rồi sau mình lắp cái ốc vô ha. Trước khi lắp vô mình gắn cái quai vô trước nha các bạn. Quai này hồi nãy các bạn tháo sau thì các bạn gắn vậy nha. Gắn ngược nha các bạn, gắn ngược kiểu quay rồi đứng chiều cái lại vô cái gập tiền các bạn. Cái nắp cũng vậy ha, gắn cái nắp vô ha. Đây mình bắt miếng ốc này lại cái nha các bạn. Ok ha các bạn ha, mình mới vừa gắp xong cái nồi cơm luôn à. Giờ mình sẽ cắm điện lên cho các bạn xem ha. Là đợi một chút ha. Đây mình có một cái nguồn điện nè. Thấy không? Nguồn điện 118V nè, mình xài qua một cái biến áp nha các bạn. Đó. Cắm vô nè.
bật điện nè. Rồi nó hết báo lỗi rồi nha các bạn, nó lên điện nha các bạn. Khi nào mà các bạn mà bấm nhầm cái gì đó, chế độ gì đó thì nó sẽ báo lỗi ha. Đây, đây nó có các chế độ nấu nè, chế độ okayu nè, này là nấu nước hả các bạn. Đây, các bạn coi công suất nó ha, bạn coi công suất nè, 0.8W nè. Bây giờ mình bấm nút nấu nha các bạn. Đó, bấm nút nấu là công suất nó chạy lên liền nè. Từ từ nha các bạn. Rồi cái nồi này bấm xong một lúc mình nó đó lên nè, 1.2kg nè các bạn thấy không, đó 1.2kW rồi. Nên mình mới nói các bạn là khi mà các bạn xài nồi cơm này nè, ha, xài nồi cơm này các bạn nên sử dụng cái ổ áp cho nó to to nha các bạn. Đó, đây 100V 1.2kW nè. Đây mình bấm cho nó dừng lại nha các bạn, ngắt nè. Đó, ngắt là cái công suất nó giảm lên nè. Đó, thì khi mà các bạn ở nhà các bạn mà nó cái hơi nóng nè các bạn thấy không, khói nó bốc lên nè, đó nóng hổi luôn các bạn. Cái nước ở trong nè các bạn thấy nó khô gan ha, khói bốc nè, bốc hơi nước nè, đó là nó nấu được rồi các bạn. Đó, các bạn xem bây giờ mình kết thúc video đây ha. Các bạn nếu như yêu thích mình á thì nhớ bấm vào đăng ký kênh ha, để mình có làm có sửa chữa gì á, có ra những video tiếp theo thì các bạn theo dõi ha. Ok, bây giờ xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo nhé. Bye bye.